À mình cũng thường nhận được khá nhiều cái câu hỏi về cái phân khúc full gold ribbon chấm tay bơi à, Được rất nhiều các bạn quan tâm Đó chính là về nuôi một cái thời gian nữa thì cá có full tay luôn được hay là không Hay chỉ dừng lại ở cái mức độ mà chấm tay bơi mà thôi Hoặc là cái đời con lên sau này nó có được full tay hay là không hay là nó cũng chỉ chấm tay bơi thôi thì thật ra mà nói cái câu hỏi này rất là khó để trả lời thật sự luôn Mình không biết mấy anh em khác thì sao chứ riêng mình á Mình thấy không có gì là chắc chắn 100% hết Và cũng không có một con số nào cụ thể và chính xác để thể hiện cái chất lượng bầy cá con trong tương lai luôn Và cũng như là chất lượng của một con cá trong tương lai luôn Đó cái này thì mình nói thật Mình nói đến đây á thì chắc các bạn cũng hiểu được cái phần nào rồi ha thì mình lấy một cái ví dụ nó đơn giản như thế này à, ví dụ như là cha mẹ sinh trai đẹp gái đi chưa chắc gì đẻ ra con cũng đẹp và ngược lại đó thì con cá thì nó cũng y chang vậy á nên nhiều khi các bạn mua cá bên mình á rồi hỏi có bao luôn cái đời con không thì mình cũng nói thẳng luôn là mình không bảo hành thì cái vấn đề này nó lại liên quan đến nhiều thứ khác nữa chẳng hạn như là cách các bạn nuôi như thế nào rồi nguồn thức ăn môi trường của các bạn nuôi như thế nào nữa mình chỉ đảm bảo và lấy cái uy tín bên trại mình ra để cam kết đúng một điều là cá mình giao cho các bạn á là đúng bộ và không phải cá tạp nham. Còn cái chuyện các bạn về nuôi như thế nào đó thì lại phụ thuộc vào các bạn rồi. Thì cái vấn đề này các bạn cứ nuôi nhiều rồi sẽ rõ được cái vấn đề thôi.